Biển Đông có thể sắp có cơn bão số 3 bởi hiện nay cơn bão Sao La có cường độ rất mạnh ở vùng biển phía đông bắc đảo Luzon của Philippines, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc và đi vào Biển Đông trong 2 ngày tới. Dự báo đến 7 giờ sáng thứ Năm ngày 31 tháng 8, tâm bão ở 21,3 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông, nằm trên phía đông của khu vực Bắc Biển Đông và có cường độ mạnh cấp 14-15, giật cấp 17. Cảnh báo vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, từ đêm nay gió sẽ mạnh cấp 6. Từ chiều và đêm ngày mai 30 tháng 8, mạnh lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, giật cấp 14, biển động dữ dội.